Xin chào, mình là Hải April. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một tính năng mới trong Excel mà mọi người ít khi sử dụng tới. Cái tính năng hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn là làm cho Excel đọc text và number. Thì việc đầu tiên là mình có một file Excel rồi, không cần bàn cãi rồi. Thì trong file Excel mình sẽ viết chữ vào bất kỳ một cái ô nào đó. Rồi sau khi viết chữ xong thì mình sẽ làm một số thao tác nhỏ nhỏ như sau. Các bạn vào File, trong File các bạn vào Options. Trong Options các bạn chọn vào Quick Access Toolbar. Ok, tại cái cửa sổ này các bạn vào cái phần mà Choose Comments From, sổ xuống và các bạn chọn All Comments. Ok, cửa sổ hiện ra thì chúng ta sẽ kéo cái con lăn xuống. Các bạn kéo con lăn xuống tới cái chữ mà S á. Đây, dòng S xuất hiện nè, kéo xuống xíu nữa, ISP rồi. Các bạn sẽ thấy được hai cái phần là Speak Sales và Speak Sales Start Speaking Sales. Thì mình sẽ add cái anh này qua và thêm cái anh Speak Sales luôn để cho nên để mình có thể dừng được một cuộc hội thoại nào đó. Hoặc là speak sales by columns, speak sales by rows, speak sales on enter. Nó có nhiều tính năng speak thì ở đây mình sẽ sử dụng hai tính năng này trước thôi ha. Rồi, công việc lại là click OK. Khi click OK xong thì các bạn sẽ để thấy bên góc trái màn hình và cái top trên á, phần trên đầu nó sẽ hiện hai cái, một cái là speak sales, một cái là speak sales stop speaking sales. Rồi, chúng ta thử nha. Ok. Hi, this is Hi April. Mình nhỏ lần xíu nè. Okay, again. Hi, this is Hi April. Welcome to my video channel. Today is a fun day in Excel. If you didn't know already, Excel has a speech function. Okay. Rồi chúng ta sẽ thử số nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. 123,456. Hôm nay là 2017 nha. Ok. 2017. Mình nghĩ video này rất hay cho các bạn. Và tài liệu dành cho video này đã hết rồi. Chúc các bạn thành công.